Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử số Đài miền Bắc ngày hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang theo dõi kết quả quay thử xổ số Đài miền Bắc thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Giải 6 3 6 7 0 1 8 8 6 8. Giải 7 gồm có các cặp số 7 6 7 9 6 6 và 4 9. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.